tôi cũng mới đầu tư, mới nghiên cứu một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà lãi ra phết đấy. Có nhiều người mới đầu tư 1-2 tháng thôi, thế mà bây giờ mua nhà, mua được ô tô rồi đấy. Mua được nhà hả? Nhưng mà cái này khó không? Thực ra tôi không dành mấy cái này lắm đâu. Chơi cái này nó đơn giản thôi. Tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều người chơi rồi. Cái đám celeb nổi tiếng ấy, người ta cũng chơi đầy rồi đấy. Mà này, ông cứ chơi, ông cứ đầu tư đi. Tôi đã chơi rồi, tôi có kinh nghiệm rồi, tôi sẽ hướng dẫn cho ông. Mà khi ông đã là người của hệ thống rồi ấy, thì tự khắc sẽ có những người mà có kinh nghiệm nhất hướng dẫn cho ông, chỉ bảo cho ông từng ly từng tí một. Ông chỉ cần làm theo thôi. Bỏ đi anh ơi, làm gì có chuyện ăn tiền của thiên hạ dễ thế. Vâng vâng. Vâng về chỗ đi. Em khuyên thật, đừng nghe. Như trẻ con mất tiền thì nói lẻo cái cụ đi. Này, nhưng mà tôi nói ông nhá, chơi cái này là nó cũng phải kiên trì, chứ không phải là 1-2 hôm mà có lãi luôn được đâu nhá. Vâng. Nhưng mà chơi 1-2 tháng ấy là cũng lãi dọc phết đấy. Nhưng mà đỏ nhá, là có khi là mua được nhà, mua được ô tô như trời đấy, không phải đùa đâu. Đi cả. Lần sau cô không phải mang đồ đến nữa đâu ạ. Ơi, mấy đứa nhà con đâu rồi ạ? Vừa mới cho chúng nó sang bên hàng xóm chơi rồi. Mà này, thôi tiện quần áo giày dép đấy, mẹ nó xuống dưới nhà trả tiền cho cái tiệm tạp hóa Phương Hiếp đi. Chứ cái Sam lúc nãy nó vừa mới mua nước ngọt với xúc xích ấy, chưa có trả tiền đâu. Mẹ ơi, lần sau nếu mà các cháu có muốn mua đồ thì mẹ giúp con, mẹ cứ trả tiền trước ạ. Xong con về nhà con trả mẹ sau. Ô hay, mẹ lấy đâu ra tiền? Đấy, hôm nào đưa đón chúng nó đi ý, thì cũng lèo nhèo bắt bà mua hết cái nọ đến cái kia. Tưởng là ít nhưng mà gộp lại ý, thì cũng nhiều ra phết ấy. Mà bây giờ ấy, tôi ngoài lương hưu ra thì làm gì còn khoản thu nhập nào nữa đâu. Tiền tiết kiệm cũng chả có. Mấy ngày hôm nay lưng đau như dần ấy mà có dám đi khám đâu. Trong khi các cháu thì cứ bòn thôi. Chưa kể thằng So cứ ra đến ngoài đường là bắt bà cõng. Khổ quá cơ.